các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thú vị có trong ngày. Tên luôn nổi bật chiếm trọn spotlight giữa cả dàn hoa thơm còn lại trong làng giải trí Hoa ngữ. Các mỹ nhân đình đám thường dành nhiều thời gian chăm chút cho trang phục, tạo hình và gam màu vàng nổi bần bật là một trong những sự lựa chọn ưu tiên của họ. Và ngay sau đây chúng ta hãy nhìn lại dàn sao nữ đình đám trong sắc vàng và so kè xem ai là người xinh đẹp nhất. Thứ nhất, Lưu Thi Thi. Được mệnh danh là mỹ nhân đạm như cúc của showbiz Hoa ngữ, Lưu Thi Thi được yêu mến với vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng, thoát tục. Khi khoác lên mình bộ váy màu vàng thướt tha, nữ diễn viên bộ kịch tâm khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp. Xinh đẹp thế này, bảo sao Lưu Thi Thi lại khiến tứ gia Ngô Kỳ Long mê như điếu đổ, quyết cưới nàng về dinh. Thứ hai, Cảnh Điềm. Sau thành công của bộ phim Tư Đằng, Cảnh Điềm trở thành mỹ nhân được săn đón của showbiz Hoa ngữ. Nhan sắc của Cảnh Điềm cũng ngày càng lên hương sau khi tìm được phong cách trang điểm phù hợp với mình. Nhìn vào hình ảnh xinh đẹp của nàng đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh, những khán giả khó tính nhất cũng chẳng nỡ buông lời chê bai. Với vẻ đẹp yêu kiều mặn mà thế này, bao sao Cảnh Điềm được mệnh danh là đóa hoa phú quý của nhân gian. Thứ ba, Trần Kiều Ân. Là nữ thần dòng phim thần tượng xứ đài đình đám một thời, Trần Kiều Ân sở hữu nhan sắc trong veo thấy mà yêu. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng nữ diễn viên Hoàng Tử X vẫn vô cùng xinh đẹp trẻ trung. Khi khoác lên mình bộ váy màu vàng nổi bật, Trần Kiều Ân lại càng thêm cuốn hút, khiến khán giả chẳng thể rời mắt được. Thứ tư, Cúc Tịnh Y. Được tung hô là mỹ nữ 4.000 năm, nhan sắc của Cúc Tịnh Y chẳng thể đùa được. Chọn cho mình gam màu vàng nhẹ nhàng duyên dáng tựa công chúa khi đi dự vũ hội. Nữ diễn viên như ý Phương Phi khiến dân tình ngất ngây với nhan sắc xinh đẹp yêu kiều. Có thể nói rằng dù diễn xuất còn gây nhiều tranh luận nhưng ngoại hình của Cúc Tịnh Y thì quả thực miễn chê. Thứ năm, Dương Mịch. Là mỹ nhân được săn đón nhất nhì hiện nay của showbiz Hoa ngữ, Dương Mịch chẳng những xinh đẹp nổi trội mà còn được đánh giá rất cao về phong cách thời trang. Chọn cho mình bộ lễ phục màu vàng nổi bần bật, khoe khéo vòng eo con kiến thon gọn, mỹ nhân tam sinh tam thế khiến khán giả chẳng thể rời mắt. Thứ sáu, Quan Hiểu Đồng. Nàng quê nữ quốc dân Quan Hiểu Đồng cũng chẳng hề thua chị kém em với vẻ đẹp trong veo tươi tắn trong sắc vàng. Có thể thấy được nữ diễn viên tôi chính là cô nương như thế ngày càng lên hương về nhan sắc sau khi hẹn hò với Lộc Hàm. Có thể nói rằng với phong độ như hiện nay thì Quan Hiểu Đồng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của các đàn chị trong những cuộc đua về sắc đẹp. Thứ 7, Địch Lệ Nhật Ba. Là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của Cbiz, Địch Lệ Nhật Ba chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng mỗi khi xuất hiện. Đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, mỹ nhân tam sinh tam thế ngày càng táo bạo hơn trong cách ăn mặc, khoe khéo lợi thế hình thể. Diện chiếc váy màu vàng kim quyến rũ, mỹ nữ tân cương khiến cộng đồng mạng phải ngất ngây với nhan sắc và vóc dáng quá đỗi hoàn hảo. Thứ 8, Dương Tử. Khi tham dự sự kiện, Dương Tử cũng lựa chọn chiếc váy màu vàng nổi bật để chiếm trọn spotlight. Tuy nhiên thì mỹ nhân hương mật tựa khói xương lại mắc chút lỗi nhỏ trong khâu trang phục. Được biết, nàng tiểu hoa đán 9X đã sửa lại bộ lễ phục màu vàng một chút để tránh hớ hênh với thiết kế xẻ sâu. Ai ngờ chiếc váy sang trọng này lại bất ngờ phản chủ khiến không ít người hiểu lầm Dương Tử thả rông khi sải bước trên thảm đỏ. Nếu bỏ qua hiểu lầm nho nhỏ này thì có thể thấy bộ váy cũng thật sự rất hợp với Dương Tử, khiến cô nàng thêm xinh đẹp và cuốn hút. Chúng mình là Top Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!